Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu anh em tham gia một chương trình Airdrop Round 3 từ một cái ví Starfiban. Thì Round 1 thì tất cả anh em cũng đã claim theo mình thì nhận được 85 token SFB, thì một token lên sàn Binance hiện tại giá cái khoảng 2 đô mấy nha các bạn. Thì một cái Round 1 mình đã bị sơ suất, mình đã bị lộ mật mã 30 cây nên không thể nào làm cái video hướng dẫn các bạn bán token SFB được bạn. Thì bạn nào đã có ví rồi thì các bạn nào có ví rồi thì làm theo mình tham gia chương trình này gấp Go 3, còn bạn nào chưa có tham gia chưa Go 1 Go 2 thì clip phần link mô tả mình có cái video là hướng dẫn các bạn tạo ví sau khi ban các bạn. Sau khi các bạn tạo ví sau khi ban xong thì nó có hai mục các bạn. Chương trình này gấp này mình sẽ ăn chia là 2 triệu token TKO và cộng và ăn chia và tổng dư thưởng là 100 USDT token SFB các bạn. Thì để tham gia được giá hôm nay các bạn click phần link vào cái phần này nè các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tweet nè, follow và retweet bot bằng bấm join vào các bạn. Phan cái mục này sau đi. Bạn nào tạo ví thì bấm vào mục refer nè bạn. Thì mình có để một cái mã code cho các bạn nhập vào nha tất cả các bạn. Các bạn nhập cái mã code của mình vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì mã code qua đây với phần link mô tả này nha các bạn. Rồi nhập control vào tờ Twitter này các bạn sẽ nhận được 0.2 sell, có nghĩa là 0.2 điểm đó các bạn. Thì video đầu tiên thì các bạn follow Twitter and sell Twitter, thì các bạn follow Twitter nha các bạn. Điều kiện của tờ Twitter là tài khoản phải tạo trên 180 ngày và có 10/10 lượt follow nha các bạn. Điều kiện này quá là dễ dàng các bạn, vì các bạn nha follow Twitter nè. Đây thì mình đã follow rồi các bạn ơi. Rồi bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn, vì mình đã theo dõi rồi các bạn ơi. Và các bạn cũng theo Twitter là cộng Safiban các bạn, mình đã rồi thì tiếp tục các bạn nhấp vào cái hình cái code của mạng mã code mình là cái dòng dầu vàng 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 đó các bạn. Là cái mã giới thiệu của mình đó các bạn copy để giúp mình các bạn. Rồi sau khi bạn sao chép thì các bạn bấm qua Twitter nè các bạn. Bạn like và tweet nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc like nè các bạn chích dẫn cái tweet nha các bạn. Rồi các bạn dán cái mã code của tất cả các bạn vô đây nè các bạn. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Sau khi tweet xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn mở cái link Twitter của mình ra các bạn. Bạn nhập vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tweet các bạn lại nha bạn. Các bạn chia sẻ nó các bạn. Rồi các bạn sẽ chép link liên kết nha bạn. Sau khi sẽ chép liên kết xong thì các bạn mở cái ví sao phải lợi nè. Còn bắt cái link nó vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm complete nha bạn. Khi bạn bấm save verify rồi thì mình đã nhận được 0.2 token sell nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào Telegram nè các bạn. Send verify, tiếp tục thì bạn cũng copy cái mã code này nè các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm của nó các bạn. Sau khi các bạn mở Telegram join vào Telegram nó bấm nút start chatbot nè các bạn. Nút start xong thì các bạn trở về một cái Safiban nè các bạn. Các bạn hồi nãy các bạn màu vàng vàng các bạn. Các bạn copy cái đoạn code này nè các bạn. Các bạn nhắn vào thì tự động copy nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái Telegram bot bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi nó để nó báo sao các bạn. Ok, nó báo thanh dư là thành công nha các bạn. Thì các bạn mở trở về một cái ví Safiban của tất cả các bạn nè. Rồi tiếp tục bạn join kênh group, kênh Zalo này nọ đâu, tất cả các trang mạng sao ba kênh này nha các bạn. Rồi mình đã join rồi nè các bạn. Đúng rồi. Bạn bắt đáp lại mình kiểm tra nó thôi các bạn.
các bạn chọn cho nhóm group cơm nhóm group Tokyo đó các bạn, và bạn đó là nhảy tàu lao ta. Rồi chọn cho nhóm group nữa nè. Rồi các bạn chọn cho nhóm chat của nó thì các bạn cũng bắt cái mã dạng dạng cho tất cả các bạn, mã code trên Telegram của tất cả các bạn cho giống người ta các bạn. Rồi nhảy dạng các bạn. Bạn chốt dán cái đoạn code nhóm group là Tokyo Crypto nữa các bạn. Rồi bạn join vào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp là sau khi các bạn mới đáp lại xong thì các bạn mở địa chỉ Facebook em nào nè, chờ nó reset các bạn. Khi verify xong thì các bạn mới đáp lại thì các bạn sẽ nhận thấy 0.4 tài khoản sale nè các bạn. Mình chỉ làm được 3 nhiệm vụ rồi cho anh sale nè bạn. Còn nhiệm vụ này thì các bạn swap 100 SFB BET20 trong vòng 7 ngày nè các bạn. Nhiệm vụ thứ 3 này là các bạn swap 1 BB BET20 trong vòng 7 ngày. Các bạn sẽ nhận được 1.5 sale. Còn nhiệm vụ thứ 4 này các bạn register Toko Crypto này thì các bạn phải có token INJ này các bạn. Còn mấy nhiệm vụ này mình làm không có được các bạn ơi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.